Mới đây trên mạng làng hội bất ngờ xuất hiện một tờ phiên bản kiểm điểm của một nữ sinh cấp 2 hết sức bá đạo. Không chỉ gian nài nhận lỗi về hành động đi học trễ của mình, nữ sinh này còn viết thêm lời hứa khiến cư dân mạng cười bò. Bởi thực tế thay vì hứa sẽ không tái phạm và nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn thì con người chơi lại ghi nếu còn tái phạm em sẽ nghỉ học ngày hôm đó. Theo chủ nhân bài viết cho biết, hôm nay dọn dẹp lại nhà thì thấy phiên bản kiểm điểm của bé dài em mình. Mình hỏi nó sao ghi vậy thì nó bảo phải ghi gì bổ ích cho phiên bản thân chứ. Không hiểu luôn. Bản kiểm điểm của nữ sinh lớp 9 thu được rất nhiều sự lưu ý trên mạng làng hội. Ảnh đờ, 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 cờ. Sau khi chia sẻ ít giờ, bài viết kèm tờ kiểm điểm hối hả nhận về hơn 10.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Đồng thời cùng lúc cũng có nhiều fan ba gia về học đường khác đã liên tục cập nhật lại bức ảnh chụp phiên bản kiểm điểm trên. Ngoài ra không ít người còn lưu ý tới một vài chi tiết bé dại làm cho tờ kiểm điểm này bị nhòm đi. Phải chăng nữ sinh vừa viết vừa khóc nên nước mắt đã làm cho chữ bị lem đi? Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự yêu thích với sự vui nhộn này của nữ sinh. Hồi đó đi học, nếu đi trễ bị nêu tên rồi đứng dưới cột cờ. Vậy nên, nếu có đi trễ thì thà nghỉ nó nguyên ngày hôm đó cho xong. Hồi xưa mình viết vì lý do không làm bài tập, mình còn hứa nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và không học môn đó nữa. Nghe có vẻ hợp pháp và cực kỳ thuyết phục chứ hè. Vừa viết vừa khóc hay sao mà chữ nhòn thế kia nhỉ? Hợp lý quá còn gì? Đúng kiểu các thầy cô hay nói trễ thế này đến lớp học được cái gì nữa hả? Trước đó cũng đã có không ít những phiên bản kiểm điểm vừa ngô nghê vừa vui nhộn không kém. Bản kiểm điểm với lý do xin nghỉ hạn hán lời. Cô nữ sinh lớp 10 này thì lại viết phiên bản kiểm điểm với lý do dài lê.